nhìn lại bản thân mình đi. Một tấm bằng kỹ sư ô tô bằng giấy vô giá trị, sự nghiệp thì không có, bản thân thì kém cỏi, đến anh còn không nuôi được thì lấy gì mà cưới? Đâu ơi, mày đợi tao lâu chưa? Lâu lắm rồi đấy, 5 năm rồi còn gì. Dám trêu tôi hả? Ai dám trêu sếp chứ. Thôi, đưa đây, tôi xách cho. Lâu lắm rồi mới về, lần này ăn Tết được lâu không? À, lần này tao về Việt Nam hẳn luôn. Thật á? Ừ, công ty tao đầu tư và lập liên doanh sản xuất ô tô ở Việt Nam. Tao được cử về làm giám đốc cũng như là tìm đối tác liên doanh luôn. Giỏi thế, đúng là thằng bạn của tao. Mới ngày nào còn là kỹ sư đi Nhật, mà bây giờ đã eo được chức giám đốc rồi, mà lại công ty Nhật nữa chứ. Được đấy. Thực ra trước đây tao cũng chỉ là thằng kém cỏi thôi mà. Để mà có được như ngày hôm nay ấy, tao phải cảm ơn hai người. Trong đó có mày. Mày đã động viên và cho tao mượn tiền đi học tiếng Nhật còn gì. Thì bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Mà thôi, mày đừng nhắc mấy cái chuyện này nữa đi. Nói gì thì nói, nếu không có mày ấy thì làm gì có tao ngày hôm nay. Rồi, mà thôi về đi, mọi người đang đợi mày ở nhà đấy. Bây giờ tao có chút chuyện đấy, mày với tao đi giải quyết đã đi. Kinh nhờ. Bây giờ người đàn ông của công việc rồi à. Thôi đi đi. Hôm nay đại diện của công ty đa gia bên Nhật sang ký hợp đồng. Đây là một hợp đồng quan trọng, ảnh hưởng tới sự sống còn của dự án liên danh sản xuất ô tô nhiên liệu điện của chúng ta. Vì vậy mọi người hãy chuẩn bị thật chu đáo. Mọi người bắt đầu triển khai đi. Dạ thưa chị, đối tác đến rồi ạ. Em mời vào đi. Dạ vâng. Lâu lắm rồi không gặp. Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Vâng, tôi khỏe. Nhưng anh dạo này phong độ hơn trước đấy. Cảm ơn cô. Cũng may nhờ cô, năm xưa mắng chửi tôi không ra gì, nên tôi mới được như bây giờ. Còn phải cảm ơn thằng bạn thân nhất của tôi, đã không bỏ tôi vào lúc tôi khó khăn nhất. Cho tôi mượn tiền, giới thiệu cho tôi một cơ hội tốt, thì tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi biết công ty cô đang rơi vào tình trạng khó khăn, và bản hợp đồng này quyết định đến sự sống còn của công ty cô, đúng không? Muốn tôi ký vào bản hợp đồng này, cô hãy quỳ xuống và xin tôi đi. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Mày kệ tao. Năm đó mày quên cô ta đã mắng chửi tao như thế nào không? Sao lại chia tay? Hôm trước mình còn bàn là sẽ cưới nhau mà. Anh nhìn lại bản thân mình đi. Một tấm bằng kỹ sư ô tô bằng giấy vô giá trị, sự nghiệp thì không có, bản thân thì kém cỏi. Anh xem, suốt ngày rượu chè, đến anh còn không nuôi được thì lấy gì mà cưới? Anh ngước ngào tưởng đi. Muốn tôi ký vào bản hợp đồng này đúng không? Mơ đi. Sao mày đối xử với Ngọc như thế? Mày biết tao hận cô ta như thế nào không? Nhưng mày có biết tại sao Ngọc lại làm như thế không? Mày là thằng có cái tôi lớn, sĩ diện, thấy mày kém cỏi, không chịu cố gắng nên Ngọc trên tay mày, để mày cay cú mà phấn đấu, mày hiểu không? Suốt mấy năm qua, Ngọc không cho tao nói gì với mày, là để mày tập trung để phát triển sự nghiệp. Mày có biết cái số tiền tao đưa cho mày, cái trung tâm Hinode tao giới thiệu cho mày là của ai cho không? Má biết nhục à?
bị yêu người yêu đá mày biết nhục à? Đây, cầm lấy. Đi, nhanh. Nhưng mà tại sao mày không đưa trực tiếp cho nó mà lại bắt anh đưa? Thôi ạ, à, anh ấy cái tôi với sĩ diện cao lắm. Em mà đưa, anh ấy không cầm đâu. Anh đừng nói với anh ấy biết nhá. Em chia tay anh ấy, cũng chỉ mong anh ấy cố gắng phấn đấu hơn thôi. Anh hứa đi. Rồi, hứa. Em nấu món cháo gà anh Nông thích ăn nhất, anh mang giúp em nhá. Mày đi mà mang. Thôi anh giúp em, giờ này anh Nông học chắc vất vả lắm, anh. Mày đúng là thằng bạn tốt nhất của tao, còn mua đồ ăn cho tao nữa. Chị ạ, cái thế sau này mày phải đối xử tốt với tao đấy. Sao mày biết tao thích ăn cháo gà mà mua đấy? Tao là thằng bạn thân của mày mà, ở mấy năm ký túc xá với nhau phải biết chứ. Vào đâu? Mày mua đâu mà món đấy? Tưởng cháo cô ấy nấu là ngon nhất rồi chứ.